Kính chào quý khách hàng. Thì hôm nay cửa hàng bên em có một khách hàng đã hẹn trước và hôm nay thì anh cũng đến trực tiếp tại cửa hàng, anh lấy cái cặp loa CAF model là GD520. Thì bình thường á là cửa hàng bên em là thường hay tự tháo hàng ra để kiểm tra trước khi mình gửi cho khách. Nhưng mà hôm nay là khách đến trực tiếp thì mình để cho khách tự xử luôn ha. Cho nó vui. Chứ bên em thì khui suốt ngày thì khui liên tục rồi. Hôm nay cho anh khách anh tự khui ha. Khui đi anh. Hàng của anh đó, khui cho nó đã. Đúng rồi. Cái cặp này á là bass 25. Một bass 4 trép ha. Trép này là trép giấy á, chứ không phải là trép kèn đâu. Nhưng mà con này giá nó ok lắm. Cái dòng này thì mình có thể nó sọc qua bên này nè, sát bên này nè. Cái dòng này mình có thể so sánh được với lại mấy cái dòng mà BMB lo nằm á. 450C rồi đó, 450SE rồi đó. Con này thì bữa trước video bên em là có lên trên kênh rồi, cũng có test sơ sơ rồi. Trước là có mấy cặp nhưng mà khách hàng ta tới cửa hàng ta rinh về hết à. Hôm nay thì có anh khách anh đến trực tiếp buổi tối nên em cho anh tự xử luôn. Rồi cho anh tự xử đi, cho anh sướng như thế nào ha. Mình thì mình sướng quen rồi, bọn em thì cửa hàng mà nên lúc nào cũng được mở hàng mới hết. Còn khách hàng thì nhiều khi mình mua mình ở xa thì mình không thể nào mà mình đến trực tiếp được. Thì hàng hóa nhiều khi nó là được mở sẵn rồi, nhiều khi khách hàng, nhiều khách khó tính, người ta không chịu đâu, người ta lại sợ này kia nọ rồi. Nhả cái này nó nằm xuống nè. Đúng rồi, thả cho nó nằm xuống. Nặng chứ sao không nặng, cái này treo lên tường là cũng mệt mỏi đó. Thật ra mình khui mà mình mua hàng mới mà mình tự khui nó cũng sướng lắm. Nó có nhiều cái cảm giác lạ. Chứ mình mua hàng mới mà người ta khui ra trước rồi thì đâu có gì đâu vui. Riêng cái việc khui cái hộp ra, tự mình bóc tem là đáng giá là 500 ngàn rồi đó. Đúng không? Cái này mà tội gì mình mua hàng bãi, giá em bán bằng giá hàng bãi đấy chứ không đùa đâu. Ai không tin thì cứ liên lạc với bên em biết. Hàng mình được bảo hành 2 năm ha, đó đã chưa, nhìn mới can sà beng bóng lưỡng luôn, phê không? Quá đã luôn. Đó, riêng cái việc như vậy là đáng giá 500 ngàn rồi đó. Đấy, khui hộp không là 500 ngàn rồi. Bảo hành 2 năm đáng giá 500 ngàn nữa là coi như tự nhiên mình lời được 1 triệu rồi đúng không? Đó thì mình trừ bớt 1 triệu là coi như mình bằng hàng bãi. Hàng bãi có ai bảo hành cho mình đâu. Trong khi này hàng mới nha, bảo hành 2 năm nha, tự khui hộp nha. Đó, hai cái cảm giác đó là coi như mình lời được 1 triệu rồi đó đúng không? Coi như giá nó còn được nhiêu? Mấy triệu bạc chứ nhiêu. Một tháng ăn phở nghĩ là được rồi đúng không? Một cử sáng là 50 ngàn tô phở. Nhịn một tháng ăn phở là ok, lấy được cái bộ này rẻ bèo ha. Rồi tiếp tục tới con này. Bất kỳ sản phẩm nào mình cũng đều có cái phiếu bảo hành của CAF ha mọi người. Cái này thì mình sẽ điền thông tin vô. Điền cũng được, không điền cũng được. Tại vì mình có cái mã kích hoạt bảo hành á, trên cái con tem ở trên này nè. Mình cào số, mình kích hoạt mã nó vô là coi như mình tính bảo hành ha. Đấy, hấp dẫn chưa? Đồ mới đồ xịn là nó có hộp, có thùng đó. Giờ mà bán thanh lý lại cũng dễ đúng không? Còn ba cái đầu mới, ba cái đầu bãi thì hả, mua về mình không có khen chứ không có chê gì hết, mình không đánh giá gì hết. Nhưng mà riêng cái việc thùng mộng là nó không có, coi như lời được 300 nữa rồi, đúng không? Đi mua cái thùng cắt tông mướn người đóng lên cũng hết 300 ngàn rồi. Đó, hấp dẫn chưa, nhìn phê không? Ok, rồi bây giờ em ráp lên vàng, em test tự tiếng đó cho khách hàng người ta xem như nào ha. Em sẽ đánh qua cái con đẩy là 800W của Lan Nghe, con đó đã giới thiệu trước đây rồi. Bây giờ ông Thiết giới thiệu lại ha. Và cái con vang sẽ sử dụng là con S700 ở trên kia kìa. Con đó cũng còn được mấy con á. Thì để em thử cái tiếng của nó cho mọi người xem ha. Buổi tối rồi nên khuya nửa đêm á, mình hát sợ nó ảnh hưởng đến người khác. Nên thôi mở nhạc nhỏ nhỏ em quay lên cho mọi người cùng xem ha. Con nước qua đầu, người ơi chứ tiền mua hạnh phúc được sao? Thời này tình nghĩa đâu cần, sao em đành lòng khoáng phũ phàng. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi, cứ ngỡ ngày sau hai đứa thành vợ chồng. Nhưng nay tình đời đổi thay, em mang chữ tiền đi xa, còn anh ở lại với chữ tình nghe sao đắng cay.
thật sự là em cũng chưa mở cái ruột cái con này ra đâu. Con này giá tiền nó cũng rất là ok nha, so với hàng bãi thì nó không đáng bao nhiêu đâu. Như đầu video mọi người có thể nhìn thấy á, thì em thấy việc riêng về cái việc bảo hành 2 năm là đắt hơn 500 ngàn 1 triệu là chuyện hết sức bình thường. Nếu mà so ra, nếu mình quy ra cái kiểu mà mình trừ hết những cái lợi ích của hàng mới và hàng bãi thì coi như con này nó bằng giá hàng bãi chứ không đùa đâu. Thậm chí nó mắc hơn chừng 500 ngàn à. Thì con này giá công ty nó đề xuất nó rất là cao nha mọi người, nó hơn chục triệu lượng. Nhưng mà giá cửa hàng em bán ra thì lúc nào cũng vậy, nó trừ hết các cái khuyến mãi nè, các cái chiết khấu, các cái quà tặng, nói chung là đủ các kiểu. Thì sau khi trừ hết thì giá nó cũng ok, rất là tuyệt vời. Như hồi nãy em phân tích á, ngang ngang với hàng bãi á chứ không có đồ đâu ha. Thì khi quý khách hàng nào mà xác định mà có nhu cầu thực sự mua dòng sản phẩm này thì vui lòng liên lạc lại cửa hàng bên em ha. Thì với một cái cặp như thế này, cặp trên đó nha, cặp trên á lo nằm ở trên kìa. Thì với cái không gian phòng của mình nó vào khoảng 15-20 mét, thậm chí 25 mét, em thấy vô tư nha, quýnh ok á chứ không đồ đâu. Phòng em là phòng kính nè, cái phòng em đang quay đây là phòng kính nè đó, mọi người thấy là 9 4 39 với 39 với 9 mét là 36 mét. Em đánh em thấy vẫn ok, không có xấp xiết gì đâu, em test đây là không có xấp xiết gì đâu ha. Thì nói chung là chất lượng thì rất là tuyệt vời, độ CF thì không ai chơi được ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.